Sự khác biệt giữa who và anyone, what và anything, where và anywhere. Trong bài 2, 3 và 4, ta đã học đại từ bất định anyone, anything và anywhere ở thể phủ định và nghi vấn. Trong bài số 5 này, chúng ta sẽ phân biệt sự khác nhau về nghĩa của các câu sau đây. Ví dụ, anh muốn mua gì không? Ta nói, do you want to buy anything? Do you want to buy anything? Nếu muốn, ta nói, yes, I do. Và để hỏi, anh muốn mua gì? Ta nói, what do you want to buy? What do you want to buy? Nếu nói, tôi muốn mua một cái điện thoại thông minh. I want to buy a smartphone. I want to buy a smartphone. Như vậy, ở đây chúng ta thấy sự khác biệt giữa anh muốn mua gì không? Do you want to buy anything? Khác với câu anh muốn mua gì? What do you want to buy? Nhắc lại, anh muốn mua gì không? Khác với câu anh muốn mua gì? Một ví dụ khác, anh muốn gặp ai không? Ta nói, do you want to meet anyone? Do you want to meet anyone? Nếu có, ta nói, yes, I do. Anh muốn gặp ai? Who do you want to meet? Who do you want to meet? Tôi muốn gặp người quản lý của anh. I want to meet your manager. I want to meet your manager. Nhắc lại, anh muốn gặp ai không? Khác với câu, anh muốn gặp ai? Ví dụ thứ ba, hôm qua anh có đi đâu không? Did you go anywhere yesterday? Did you go anywhere yesterday? Nếu có, ta nói, yes, I did. Hôm qua anh đi đâu? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Hôm qua tôi đi ngân hàng. I went to the bank yesterday. I went to the bank yesterday. Nhắc lại, hôm qua anh có đi đâu không? Khác với câu, hôm qua anh đi đâu? Tóm lại, anh muốn mua gì không? Khác với anh muốn mua gì? Anh muốn gặp ai không? Khác với anh muốn gặp ai? Hôm qua anh có đi đâu không? Khác với câu hôm qua anh đi đâu? Do you want to buy anything? What do you want to buy? Do you want to meet anyone? Who do you want to meet? Did you go anywhere yesterday? Where did you go yesterday? Bài tập. Có gì trong tủ lạnh không?
Is there anything in the fridge? Is there anything in the fridge? Nếu không, ta nói, no, there isn't. Nếu có, ta nói, yes, there is. Và để hỏi, có gì trong tủ lạnh? Ta nói, what is there in the fridge? What is there in the fridge? Có một ít thức ăn. There's some food. There's some food. Như vậy, có gì trong tủ lạnh không? Khác với câu, có gì trong tủ lạnh? Anh có gì để khai báo không? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? No, I don't. Yes, I do. Anh có gì để khai báo? What do you have to declare? What do you have to declare? Tôi có một ít nước hoa và 20.000 đô la. I have some perfume and $20,000. I have some perfume and $20,000. Vào ngày Chủ nhật, anh có làm gì không? Do you do anything on Sunday? Do you do anything on Sunday? Không. No, I don't. Nếu có, yes, I do. Vào ngày Chủ nhật, anh làm gì? What do you do on Sunday? What do you do on Sunday? Tôi làm việc nhà và đưa con đi chơi. I do housework and take my children out. I do housework and take my children out. Anh muốn đi với ai không? Do you want to go with anyone? Do you want to go with anyone? Không. No, I don't. Có. Yes, I do. Anh muốn đi với ai? Who do you want to go with? Who do you want to go with? Tôi muốn đi với anh của Mary. I want to go with Mary's brother. I want to go with Mary's brother. Hôm qua anh có gặp ai ở đó không? Did you meet anyone there yesterday? Did you meet anyone there yesterday? Không. No, I didn't. Có. Yes, I did. Hôm qua anh gặp ai ở đó? Who did you meet there yesterday? Who did you meet there yesterday? Tôi gặp ba mẹ của Mary. I met Mary's parents. I met Mary's parents. Tối nay anh có định làm gì không?
Are you going to do anything tonight? Are you going to do anything tonight? Không. No, I'm not. Có. Yes, I am. Tối nay anh định làm gì? What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? Tôi định đi sinh nhật của bạn tôi. I'm going to my friend's birthday. I'm going to my friend's birthday. Gần đây anh có đi đâu không? Have you been anywhere recently? Have you been anywhere recently? Không. No, I haven't. Có. Yes, I have. Gần đây anh đã đi đâu? Where have you been recently? Where have you been recently? Gần đây tôi đi du lịch ở Thụy Sĩ. I've been to Switzerland on vacation recently. I've been to Switzerland on vacation recently. I've been to Switzerland on vacation recently. Switzerland. Anh đã tặng gì cho cô ấy chưa? Have you given her anything? Have you given her anything? Chưa. No, I haven't. Có. Yes, I have. Anh đã tặng gì cho cô ấy? What did you give her? What did you give her? Tôi đã tặng cô ấy một chai nước hoa. I gave her a bottle of perfume. I gave her a bottle of perfume. A bottle of perfume. Perfume có thể đọc là perfume. Perfume. Anh có muốn tôi làm gì không? Do you want me to do anything? Do you want me to do anything? Không. No, I don't. Có. Yes, I do. Anh muốn tôi làm gì? What do you want me to do? What do you want me to do? Tôi muốn anh đưa tôi đến phi trường. I want you to take me to the airport. I want you to take me to the airport. Anh có muốn tôi đưa anh đi đâu không? Do you want me to take you anywhere? Do you want me to take you anywhere? Không. No, I don't. Có. Yes, I do.
Anh muốn tôi đưa anh đi đâu? Where do you want me to take you? Where do you want me to take you? Tôi muốn anh đưa tôi về nhà. I want you to take me home. I want you to take me home.